Đăng xin chào bạn. Sau đây đang xin giới thiệu các bạn cần dòng Handing. Đang mới nhập về, đang phân phối hai dòng sản phẩm 6m3 và 4m50. Dòng là thống Lý Chiến. Đây là Hải Đăng đang cầm trên tay cái cần Handing bên ngoài này các bạn. Đây về phần bên ngoài Handing, chiều dài cần 6m3. Đây là vỏ. Và tiếp đến phần bên trong. Đấy. Hiện cần này đang phối 3 màu. Đây bên vỏ bên ngoài, còn phần bên ngoài này các bạn. Bạn đang có sót phần bên ngoài. Phần bên ngoài của thân cần đấy, màu xanh, màu cam và màu bạc. Quan sát đấy, mời các bạn quan sát qua phần nóng chính đấy, phần gốc đấy, luôn đây, chụp bịt đầu gần in chữ Handing này. Đây khuyên cái vòng kim loại in chữ Handing để chống dập. Đấy. Đây 6m3 các bạn nhé. Cái này khá nhẹ các bạn, 6m3 nhẹ. Hải Đăng bỏ cái bịt này ra cân trực tiếp các bạn xem. Đây các bạn. 239g. Đấy. Đường kính quả đốt gốc này là 21 các bạn nhé. Đây. Đi sẵn luôn, này số 21. Đây là mã vạch của nhà sản xuất các bạn. Tem, lại tem cảnh báo của nhà sản xuất. Cái này dòng carbon nó truyền điện thì các bạn là câu các bạn có giữ khoảng cách với đường dây điện nha các bạn nhé, điện cao thế, đặc biệt điện cao thế truyền điện khá nhanh. Đấy. Tiếp đến sẽ tháo chi tiết từng nóng một cho giới thiệu với các bạn. Trước tiên đây, nóng thứ hai từ dưới lên đấy các bạn, đều có mã quả nóng hết các bạn nhé. Đây, mã của nóng, mã số của nóng này. Đây, mã số nóng này. G06. Đây. Đấy, G05. Đấy. G04 này, đấy. G03, Hải Đăng đọc tắt. Mình chỉ cần hai ba số cuối là mình đã biết rồi. G02 đấy, 1 đây là, cần này là 6 đốt, chiều dài 6m3. Đây xong đó là một màu đen hết rồi các bạn. Rút ra các bạn, rút ra câu rất nhẹ. Thống Lý Chiến các bạn nhé, tên gọi là Thống Lý Chiến. Độ cứng tương đương tầm 5H. Đấy. Đây, cái chỗ này để các bạn mắc dây bảo hiểm, có thể rút ra thu vào được, nó không để cố định. Mà cái này nó chắc hơn những cái vòng vòng móc quả cần. Đấy, các bạn. Đây, chiều dài thu gọn đo cho các bạn ra. Đây, chiều dài thu gọn. Chiều dài thu gọn là 1m4. Đo đường kính ngọn quả dòng này các bạn nhé. Đây, đầu alo đây các bạn. Đây gọi đầu alo. Đầu alo xoay 360 độ đấy, các bạn nhìn xoay này. Đang xoay các bạn. Đấy, xoay này các bạn này, về tay. Đấy, nó chống xoắn tốt. Đấy.
trong xoắn khá tốt. Đo đường kính các bạn. Một ly 2 các bạn. Đấy, đường kính đốt ngọn 1 ly 2. Đấy là gần 6m3. Đây là 4m50 các bạn. 4m50 thì nhẹ hơn. Độ cứng nó tương đương. Và đường kính quả nóng đốt gốc này à 15. Phi 15 các bạn. Về cơ bản thì nó giống nhau hết. Chiều dài thì nó khác thôi. Đấy, cân nặng là cân cái trọng lượng của đây cần là 4m50 cho bạn xem. Đợi tí nhé, cân nó nhảy đây rồi, cân nó nhảy rồi bạn. 149g, lại đang chưa tháo đầu bịt ở bên trên các bạn. Bạn câu thì bạn tháo ra thì đương nhiên nó sẽ nhẹ hơn. Đây bạn, đây, cái đầu bịt đây đều có sẽ ending hết. Đây, tháo ra cho bạn xem. Đây, trọng lượng quả không bịt là 130g, khá nhẹ. Các bạn rút ra câu nhẹ lắm. Cảm thấy nếu không có chống cần các bạn câu nó đỡ mỏi. Đường kính ngọn thì nó cũng giống nhau các bạn. Đây đầu của nó đây các bạn. Đấy, vừa rồi đang chưa rút cái đầu ra cho bạn xem. Đây đầu của từng nóng được phối màu cam, phối màu cam để cải đi cho có độ đẹp. Đây cam đen, đường kính ngọn này cũng 1,2 ly các bạn nhé. Đây gọi là cần Handing đấy. Cross Carbon Filter đấy. Rồi đang phát sinh ra giới thiệu các bạn cần Handing thông lý chiến. Hiện Hải Đăng đang phân phối hai size 4m50 và 6m3. Đang xin chào và hẹn gặp lại các bạn những sản phẩm tiếp theo của Ram Fishing.